Hôm nay chúng ta sẽ đi tour nhé. Hôm nay chúng ta sẽ đi Antelope Canyon ở ngay kế bên thằng tiểu bang Utah và tiểu bang Arizona. Antelope Canyon là một cái nơi mà bão tố nó thổi qua cái gạch đá đó, nó làm ra một cái nơi là đẹp lắm của thiên nhiên, một trong những nơi đẹp của bên Mỹ. Bây giờ mình tới đây mình chờ đó, tới đây họ sẽ pick up. Ok, đúng chỗ chưa? Cách đúng rồi đó. Đó là cái xe chở tour đó. Đây đi lặng lên nè. Xe chở tới rồi. Yes, it's me. Good morning, so you go on the other side? Go on the other side. Lên xe xe ơi. Ôi xin lỗi các bạn. Ôi xin lỗi các bạn. Ý bằng lái là chắc chứ. Cái phi trường này nhỏ xíu à. Cái phi trường này để mà cho những người đi tour, nên là nó của Grand Canyon. Có nghĩa là Grand Canyon, chắc ai mà biết đó, thì Grand Canyon là một nơi mà rất nổi tiếng bên đây. Grand Canyon, Yellowstone chẳng hạn, Grand Canyon, Yellowstone, Yosemite, nó đúng là bên Mỹ nó có nhiều những cái cảnh đẹp lắm. Thì đây là một cái phi trường nhỏ đó. Phi trường này dành để tour. Thì trong phi trường này giống như mà đi Grand Canyon tour thì mình có thể book cái tour để đi helicopter, nghĩa là đi máy bay trực thăng. Đó, cái máy bay trực thăng. Còn hôm nay á, thì mình đi Antelope Canyon Tour. Thì Antelope Canyon Tour thì mình sẽ đi cái chiếc máy bay khoảng chở được mười mấy người đó. Thì nó sẽ bay qua, nó sẽ bay từ Las Vegas. Las Vegas có nghĩa là bên Nevada, đúng không? Nó bay từ Nevada, nó bay qua bên Arizona. Còn nó bay đi ngược hướng lên của thằng Utah. Đúng rồi. Tại vì Antelope Canyon là chính giữa của thằng gì ta? Của thằng Arizona. Antelope Canyon là nằm chính giữa của Arizona và Utah. Thì nếu nó bay, nó sẽ bay ngang qua. Có nghĩa là hôm nay, lần này mà mọi người coi clip á, sẽ thấy được tiểu bang California nè, rồi sẽ thấy được tiểu bang Nevada là Las Vegas. Rồi mình sẽ quay cái cảnh bên trên cao của Arizona. Arizona đúng là một trong những tiểu bang khô cằn lắm, không sa mạc rất nhiều, nên khi mình quay xuống nhìn bảo đảm mà toàn thấy gạch đá không à, ít thấy cây cối lắm. Rồi cũng sẽ ghé qua chút xíu, sẽ thấy được chút xíu cái tiểu bang là Utah. Vậy nha, mình vô trong cái ở cảnh chiến trong rất rất bình thường, được một cái phi trường nhỏ thôi. Máy bay thuộc dạng là quá lớn luôn. Ra đây là nó lặn lên nữa. Buổi sáng bình minh lên đẹp lắm này, mấy giờ đây? 6:15. Nó lặn chưa? Là nó lặn lên. Chiếc máy bay đẹp đẹp. Chiếc này của mình đâu?
buổi sáng cảnh trí rất là đẹp, êm ả, rất nhiều đoàn tour. Ok, hay nha, khi nào lên máy bay phải tiếp, bây giờ chắc khoảng -23°C á, khá lạnh. Không sao, lên máy bay ấm lên thôi. Hôm qua đẹp của em nha. So this one gotta be Earth. Horseshoe band nghĩa là gì? Horse nghĩa là ngựa, shoe là giày, móng ngựa, band là bẻ. Là khi mà cái dòng sông Colorado nó chảy á, nó chảy dưới đây nó bị bẻ, nó bẻ dòng, bẻ hướng đi á. Khi nó bẻ hướng đi vậy á thì nó tạo ra cái hình cong này nè. Khi hình cong này thì nhìn giống như cái móng ngựa mà nhớ ở đó.
mấy con ngựa nó luôn luôn có cái móng sắt á, để nó đóng cho cái chân của con ngựa, để con ngựa đi nó khỏi bị gì đó, giống như đôi giày của nó vậy đó. Thì nó hình thù đây nó y chang vậy. Thì đây, ô, đây là sa mạc. Nên cái lạnh của sa mạc nó sẽ khác cái lạnh của trong những nơi khác. Cái lạnh của sa mạc nó sẽ là khô và lạnh, hơi lạnh buốt chút. Thì nhìn xung quanh đây là đồi núi thôi. Người Tàu có vẻ khá nhiều. Người Tàu và người Đại Hàn họ tới đây họ gì đó, du lịch họ coi. Ok, không xa lắm đâu, đi bộ cho khỏe người. Ok, bạn đi bộ nổi không? Ráng lên, ráng lên. Thiên nhiên thì lúc nào cũng hùng vĩ không? Nhìn những đây là những cái thì nó là sẽ đi bộ đó. Thì mình nãy mới đi bộ từ dưới lên. Cái đoàn đó là đi bước đầu tiên từ bên dưới lên, sau đó sẽ đi thêm khúc nữa. Còn từ đây xuống gì kìa, chắc khoảng cây số hả? Chắc cây số sơ rưỡi đó. Nếu đây mà không có người nói á, nếu chỗ này mà không có người nói thì cả một cái vùng này nó lắng, nó êm ả, nó không có một tiếng động luôn á. Thấy không, nếu mình không nói mọi người nghe thấy không? Không có một tiếng động luôn. Thì thấy đó là những cái tảng núi nhìn nó cao lắm, nhưng xuống đó cái vực sâu, nó sâu khoảng bao nhiêu? Khoảng hơn 1000 feet. Cứ 3 feet, khoảng hơn 3 feet là khoảng mét. Thì nghĩa là khoảng 300 mét. Cái vực đó là khoảng 300 mét. Dạ, yeah, bây giờ chúng ta đi bộ xuống nha. Còn đi xa cái nào nhé. Lạnh không bạn? Hơi lạnh phải không? Và anh mới lạnh, nhìn bạn giống ninja quá à. Nhìn từ xa không nhận ra vợ luôn á. Thôi, chọc vợ chút thôi. Thì đó, giờ mọi người thấy rồi đó, giờ là mình đã tới nơi rồi. Thì cái cảnh trí xung quanh thì mình xoay cho một chầu ha. Đây, cảnh trí xung quanh. Đây là một những địa điểm mà khá nổi tiếng của những người du lịch. Họ tới đây khá nhiều. Thì nếu ở đây á, thì mình thấy nó lớn cái nào. Thì đây có khá nhiều tour của những người Đại Hàn và người Trung Quốc. Ok, thì nếu đứng đây mình nhìn xuống mình thấy nó hùng vĩ lắm. Nếu lên phim thì có thể không thấy nó hùng vĩ được lắm đâu, nhưng mà nếu các bạn đứng đây thì các bạn sẽ thấy nó hùng vĩ cái nào. Hay mọi người đứng đây thấy nó hùng vĩ cái nào? Thấy nó dốc không? Nguyên một bức tường như tường đá vậy đó. Thì dòng nước nó chảy không? Nó chảy lờ lững vậy á. Nhưng mà những khi mùa mưa, mùa giông tố thì nó dâng lên cao lắm, thì nó mới chảy với dữ. Còn đó là cái raft, có nghĩa là có những người mà họ cắm trại bên dưới đó. Bên dưới đó là có những người cắm trại. Nếu mà nhìn máy tí chắc không thấy rồi đâu ta, sâu lắm. Máy tí bên dưới là những người đang cắm trại bên dưới, có cái nhà có mấy người đang họ dựng lều bên dưới họ cắm trại, nhưng mà xa vậy chắc không thấy đâu. Thì ánh nắng mặt trời bắt đầu dọi lên rồi, mình nhìn có phải hồi mấy này liều không đi bộ ra đây, té xuống này tự chịu trách nhiệm thôi. Ok vậy nhá, mình sẽ lấy cái này cho nó dài ra thì nhìn cho nó đẹp không nhá. Thì ai té xuống thì chịu trách nhiệm thôi chứ sao giờ. Không, cái tay kia ngồi như kia nữa. Chắc nơi đó là chỗ chụp hình đẹp á, nổi tiếng trên mạng á, hay là mấy tay á, mấy tay ra đây đứng xếp hàng không, look at the ticket line, you can take the picture, might be very popular on Facebook, on Twitter, Instagram. So that's why everybody lie up. They pay decent money to come over here, so that's why they lie up.
Chắc họ trả nhiều tiền lắm họ mới ra đây được, nên họ đứng xếp hàng. Từ từ, mấy anh từ từ đứng lên. Còn mình đây, mình để cây ra cho mọi người coi coi nó cao sao ha. Chụp đủ kiểu, cả đứng người ngồi, không biết có ai nằm không, có thấy ai nằm hết, đứng ngồi thôi. À, hay chưa, ra đây coi cái mấy người tàu khoái chụp cái cảnh này quá trời ta, tới cái là xí liền, leo lên coi coi, cảnh này đẹp có nào mà xí dữ vậy. Cảnh như vậy hảo nào, không biết sao mấy người có sợ cao chứ mình sợ cao lắm. Đứng gần một phát này té xuống là chỉ có chết thôi. Trượt một phát là chết thôi, chứ không thể nào sống nổi. Nó cao lắm. Thấy không? Đứng xa xa để cái cần tới á, để mọi người thấy nó cao cái nào. Thôi, tí ngắm để mình yêu quý thiên nhiên hơn. Chứ còn mấy tay này, thấy đứng ghê quá, trượt chân là té chết thôi.